sạch sẽ rồi. Hy vọng các tín đồ tới đây sẽ cảm giác thật dễ chịu, rồi sau đó họ sẽ tin vào Chúa để cho Chúa ban ơn phước cho tất cả mọi người. Ủa, mới có 6 giờ mà sao ai gõ cửa vậy? 7 giờ mới bắt đầu làm lễ mà. Không lẽ có ai tới xin tội sớm hay sao? Được rồi, ra ngoài coi thử. Hả? Cái gì đây? Cứu tôi. Sai, làm ơn cứu tôi. Tôi đau quá. Quỷ thần thiên địa ơi, anh bị gì mà người anh tím lét rồi máu me tùm lum? Tại sao anh không tới bệnh viện? Hay là tôi gọi cấp cứu tới đưa anh đi nha? Không, sợ ơi, chỉ có chú mà cứu được tôi. Tôi đi đào mộ huyệt cho người ta kiếm tiền. Tôi vô tình đào trúng một cái mộ cổ. Tôi tò mò quá mở ra thì một cái bóng đen đã ám vào người tôi, thì tôi rất khó chịu. Làm ơn, sợ ơi, hãy gọi chú đến đây cứu tôi. Anh đã tiếp xúc với thứ gì đó không sạch sẽ hay sao? Thôi được rồi, để tôi đưa anh vào nhà thờ, rồi sau đó đọc kinh, làm phép cho anh, để anh an tâm hơn. Đội ơn sao? Tôi đau quá, tôi nhức đầu quá, tôi muốn ói quá. Anh nằm tạm ở đây, nơi này vô cùng linh thiêng. Được rồi, tôi sẽ ra ngoài lấy kinh thánh, thánh giá và nước phép tới đây để xua đuổi tà ma cho anh. Hả? Đây, anh gì đó ơi, tôi chưa kịp làm phép mà. Hãy tỉnh dậy đi, hãy cố chịu đựng một chút đi. Không, cầu xin Chúa, hãy để cho người đàn ông này được ra đi thanh thản. Hãy để cho linh hồn ông ấy được lên thiên đàng. Ta không để linh hồn của hắn được lên thiên đàng đâu. Cái gì vậy? Ta sẽ đem hắn xuống địa ngục, và kể cả ngươi nữa, tình nữ sơ tu sĩ kia. Ủa, 7 giờ hơn rồi, mọi người tập trung đầy đủ rồi, mà sao chưa thấy sơ ra làm lễ nữa? Một lát nữa tôi có cuộc họp gấp ở công ty, cứ như vậy lát nữa thì tôi trễ mất. Trời đất ơi, chị nghĩ có một mình chị là trễ giờ hả? Một lát nữa tôi còn phải lên tò ly dị vợ để tôi cặp bồ với lại em bồ nhí của tôi nữa nè. Thì tôi đâu có nói gì mấy người đâu, nhưng mà tại sao sơ hôm nay lại lề mề chậm chạp thế nhỉ? Thường ngày sơ rất là nhanh lẹ và siêng năng, hay là sơ gặp chuyện gì? Được rồi, tất cả mọi người giữ im lặng chặt thử giùm một cái đi, tôi nhức hết cả đầu rồi đi nè. Giờ này cũng đã trễ lắm rồi, để tôi đi quanh nhà thờ kiểm tra coi sơ gặp chuyện gì. Nếu mà sơ không có ở đây thì chúng ta giải tán, ai về nhà nấy làm việc riêng của mình. Nhất trí, tôi đồng ý. Mau đi kiểm tra đi. Sơ ơi, cô có ở trong đây hay không? Quá giờ làm lễ rồi, hãy mau ra làm lễ cho chúng tôi còn về nhà nữa. Ủa, gì đây? Trời đất ơi, có một xác chết. Hả? Không lẽ sao? Người đang tìm ta đó à? Là tiếng của sao? Hãy nhìn lên trên, ta đây. Ác quỷ. Không. Trời đất ơi, tiếng gì vậy? Chết người rồi, có ác quỷ, chạy đi. Không phải các ngươi tới đây để làm lễ hay sao? Các ngươi tới đây để xin tội hay sao? Bọn chúng mày, người đây tội lỗi mà đòi rửa tội để sống tốt à? Để đợi được lên thiên đàng à? Ta sẽ đưa hết chúng mày xuống địa ngục để chúng mày phải chịu tội lỗi của mình. Đau quá, chân tôi bị cứng rồi, không chạy được. Đây rồi, chính cái nhà thờ này đã làm ô danh Chúa, đã khiến cho rất nhiều người dân không có lòng tin vào Chúa. Được rồi, mình sẽ thay thế đấng tối cao trừng phạt thứ dơ bẩn tại nơi đây.
kinh hoàng, mùi thối nồng nặc. Không thể tin được, nơi này tuyệt vời đến như vậy mà lại để xảy ra chuyện gớm ghiếc. Cũng đã được một tháng rồi, cầu xin chú trên cao hãy ban phước lành cho tất cả mọi người cùng với con, và truyền cho con sức mạnh để con trừng phạt và đẩy thứ dơ bẩn ra khỏi nơi tôn nghiêm này. Cái gì nữa đây? Một tên cha nhà thơ à? Người to gan thật, dám vào tận lãnh địa của ta cầu xin tên chú đó, rồi còn muốn đẩy ta ra ngoài à? Nhân danh chúa thánh thần Aman, thứ dơ bẩn kia, nơi đây là nơi tôn thờ cao quý, người không được làm loạn. Hãy mau hiện hình đi. Người nghĩ người bảo gì thì ta sẽ làm đó hay sao? À mà khoan, người là một tên cha nhà thờ chết tiệt, cũng chỉ là một kẻ tầm thường. Ta cũng đang khát máu đây, tháng này ta chưa uống được giọt nào. Lũ dân chết tiệt đó đã sợ hãi ta mà không ai dám đến nơi này, làm cho việc tu luyện của ta bị gián đoạn, thân thể của ta thay đổi không như ta mong muốn. Nhưng mà có vẻ như hôm nay ta lại có một chút gì đó cho vào bụng rồi. Hả? Thì ra thứ dơ bẩn này đã chiếm lấy thân thể của nữ sơ ở đây. Người thật đê hèn. Cái gì? Tình người chân mất thích đây, người dám xúc phạm ta. Còn tên thiên chúa này nữa, hắn chính là kẻ ngày xưa đã làm ta bị thương, rồi nhốt ta dưới cái cổ mộ. Hiện mấy ngàn năm ta phải sống cô độc và chịu đói chịu khát. Cũng may có một tên đạo hiệt đã vô tình mở ta ra. Bây giờ ta tái thế rồi, ta sẽ giết hết con dân và tín ngưỡng của hắn. Người không bao giờ đánh bại được thiên chúa đâu. Ngày ấy là chỉ tột. Câm mồm cho ta. Phàm phu tục tử các người, làm sao đủ tuổi để tranh luận với ta? Được rồi, ta vào trong nghỉ một chút, lát ta sẽ xé xác ngươi. Đứng lại. Hả? Đứng lại. Người chưa chết à? Người quá khinh thường sức mạnh của thiên chúa rồi đó. Xin chúa trời trên cao hãy cho con năng lượng, hãy ban cho con sức mạnh để trừng phạt thứ ác quỷ dơ bẩn này. Cái quái quỷ gì vậy? Cái thánh giá đó. Không thể nào, không thể nào. Người chỉ là người chẳng mất thịt thôi mà. Tại sao? Đúng, ta chỉ là một cha nhà thờ bình thường, nhưng cái thánh giá này thì khác. Nó đã được tắm máu của chúa, Và khi nó dính thêm máu của ta thì nó sẽ được thức tỉnh. Đối với những người bình thường, nó chỉ là một cây sắt mà thôi, nhưng đối với ác quỷ như ngươi, nó là một sự trừng phạt. Không thể nào. Từ giờ bọn như ngươi không xứng đáng ở trong cái nhà thờ này. Nơi này là nơi tôn thờ cao quý cho thiên chúa mà thôi. Hãy mau quất ra ngoài, biến khỏi thế giới của nhân loại. Tình trạng giả thờ chết tiệt, người dám xúc phạm tới thân thể ta. Ta sẽ nghiền nát ngươi, nhảy đầu ngươi. Ta sẽ cho linh hồn của ngươi tan biến, để ngươi mãi mãi không siêu thoát. Con ác quỷ này, ta đã đưa cho ngươi một con đường sống mà ngươi không chịu quay đầu. Mày được, ta sẽ nhận danh thiên chúa thánh thần và đấng tối cao thay mặt những ngày ấy trừng phạt tiêu diệt ngươi. Mày chết đi, thứ bẩn thỉu. Ta trả nhà thờ, ta nguyền rủa ngươi, quỷ bệnh tật sẽ ám vào người của ngươi. Đau của mình đau quá.